chào quý khán giả và bà con đang theo dõi bản tin Làm Nông Thông Minh. Thưa bà con, những cánh hoa bồ công anh bay trong gió mỏng manh đã mang lại cảm xúc cho nhiều người. Nhưng trong làm nông nghiệp thì đây là cây mang nhiều triển vọng cho nông dân. Chia sẻ với bà con mô hình trồng loại cây quan dại này trong bản tin hôm nay cùng nhiều thông tin khác. Nhà nông phất lên từ nuôi rắn ráo trâu. Phát mê vườn dâu tây của một nông dân người Bình Định lên Đà Lạt làm nông nghiệp. Quảng Ngãi nuôi thành công giống gà kỳ lân. Thưa bà con, nếu bà con chọn nuôi rắn, chắc giống rì dòi sẽ là ưu tiên số 1 bởi giá trị kinh tế cao. Nhưng khi xem qua mô hình nuôi rắn ráo trâu của một nông dân ở Kon Tum thì bà con sẽ có chút lưỡng lự nếu quyết định nuôi rắn. Cũng bởi loại rắn này bán không có giá bằng rì dòi, nhưng được cái rất dễ nuôi, nhanh lớn, chi phí ít hơn nếu chúng ta am hiểu kỹ thuật. Đây là trại nuôi rắn ráo trâu nằm dưới tán rừng cao su của bà Trần Thị Linh. Trại chia thành nhiều ô chuồng để thả rắn, mỗi ô cao và rộng khoảng 8 tấc, nền trắng xi măng, lót đất khô, đệm lót sinh học, xung quanh xây bằng gạch, bên trên được đậy lưới sắt. Tranh thủ lúc nông nhàn, cả nhà bà Linh đi bắt nhái cho rắn ăn, không thì mua ếch hoặc vịt con thải ở các lò ấp vịt, thời gian cho ăn là 5 ngày một lần. Đây là loại quan giả nên có thói quen thấy con mồi di chuyển thì nó mới đớp ăn, nhưng như vậy thì thức ăn mua mắc nên bà tập rắn ăn mồi chết. Như gà, từ các công ty ấp nở chết, bà mua về làm sạch, bỏ tủ đồng. Rắn ráo trâu đẻ quanh năm, thời gian mang thai là 20 ngày, mỗi lứa đẻ từ 15 đến 20 trứng. Tỷ lệ ấp trứng thành công trong trại là 100%. Hiện trại nuôi rắn có 100 con giống. Tiền bán trứng rắn, tiền rắn thương phẩm, da rắn được gia đình thu gom bán cho các đại lý để làm thuốc. Phân rắn cũng được tận dụng bón cây trồng. Thành công đã khuyến khích bà Linh phát triển thêm nhiều hơn. Đến nay, trại nuôi có gần 300 con, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Rắn có hai loại bệnh rất quan trọng, tiêu chảy là do thức ăn không đảm bảo chất lượng và bệnh phổi do nhiệt độ không thích hợp. Nếu người nuôi không can thiệp kịp thời thì khoảng 2-3 ngày rắn sẽ chết. Hiện thuốc đặc trị cho loài động vật hoang dã chưa có nên bà phải tự tìm hiểu, nghiên cứu. Nhưng chủ yếu nghiêng về các chế phẩm tự nhiên và kết hợp nhiều loại thuốc với liều lượng phù hợp để trị bệnh cho rắn. Nghề này mang lại giá trị kinh tế cao và góp phần giảm áp lực việc săn bắt, bảo vệ động vật hoang dã trong tự nhiên trước nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, người nuôi phải đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định. Thưa bà con, gà kỳ lân thuộc giống gà khổng lồ, được mệnh danh là ông hoàng của các giống gà vì có trọng lượng siêu khủng. Chúng được bán cho những người chơi gà cảnh với quan niệm mang lại cho gia chủ nhiều may mắn và tài lộc. Biểu tượng của quyền lực, phú quý và còn xuất hiện khá hiếm ở Việt Nam, nên nếu ai nuôi thành công chúng thì chuyện làm giàu chẳng mấy chốc sẽ thành. Không nói bừa, vì anh Trần Văn Bốn ở xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi đã chứng minh được điều đó. Gà kỳ lân có trọng lượng lên tới 10kg một con. Cũng chính vì vậy mà nhiều người còn gọi giống gà này là gà khủng. Giống gà quý hiếm, giá thành khá cao, có nguồn gốc từ Colombia, đã được anh Bốn đặt mua một cặp giá lên tới 25 triệu đồng để nuôi thử. Nhận thấy gà dễ nuôi lại được nhiều người tìm mua nên anh đã đầu tư vốn phát triển đàn gà lên 30 con. Điều thú vị và hấp dẫn ở giống gà kỳ lân không phải là thịt thơm ngon hay dinh dưỡng cao mà nằm ở chỗ bộ lông sặc sỡ. Bộ lông đa sắc màu của gà từ đầu đến chân tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực nên được nhiều người đặt mua về nuôi làm cảnh. Có người còn quan niệm nếu sở hữu được gà kỳ lân thì sẽ mang lại may mắn và sức khỏe. Mỗi năm anh Bốn bán hơn 30 cặp gà khủng ra thị trường. Nếu như gà giống từ 1 đến 3 tháng tuổi, dao động vài triệu đồng một con, gà trưởng thành có giá lên đến hàng chục triệu đồng. Tiên phong đầu tư nuôi gà kỳ lân, giống gà chưa được nhiều người biết đến ở Quảng Ngãi. Anh đã bước đầu thành công và dự định sẽ mở rộng quy mô bởi thị trường còn rộng mở. Dù mang lại giá trị kinh tế cao nhưng giống gà này không quá khó nuôi như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ có điều là vốn ban đầu bỏ ra hơi cao đó anh Hiền. Thị trường tiêu dùng chủ yếu là cho người dân làm cảnh, cho nên là cũng không phổ biến. Khi chọn nuôi thì nhà nông nên cân nhắc thị trường và thông tin cần biết về kỹ thuật nuôi. Giống gà kỳ lân có ưu điểm thích nghi được với thời tiết khắc nghiệt, sức đề kháng cực mạnh và ít bị nhiễm bệnh tật nên được người nuôi trong nước rất ưa chuộng. Tùy từng nơi mà các giống gà này có những đặc điểm khác nhau, Hà Lan, Pháp, Anh, nhưng tự chung lại giống nào cũng đẹp.
Gà kỳ lân có tuổi thọ trung bình từ 5 đến 8 năm, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào cách chăm sóc hàng ngày. Ngoài ra, vệ sinh chuồng trại thường xuyên, chăm sóc sức khỏe định kỳ có thể kéo dài tuổi thọ của nó. Gà mái đẻ khoảng 5-6 trứng một tuần, khoảng 300 trứng mỗi năm và chúng sẽ không đẻ trứng khi thời tiết lạnh nếu không được cung cấp đầy đủ ánh sáng. Nếu muốn thu thập trứng thường xuyên, cần đảm bảo chế độ ăn dinh dưỡng cho chúng với khẩu phần ăn chất lượng với ít nhất 16% protein. Bổ sung canxi để đảm bảo vỏ trứng chắc khỏe, thêm các loại thảo mộc vào ổ gà để thúc đẩy khả năng đẻ trứng nhanh hơn. Hiện tại giống gà to lớn này vẫn còn rất được ưa chuộng trên thị trường. Chúng là một trong những giống gà lọt vào danh sách những giống gà đẹp nhất thế giới. Thưa bà con, cây bồ công anh chắc không nhiều người trong chúng ta biết. Đây là loại cây mộc hoang dã đầy trong tự nhiên, nhưng nếu đem ra so sánh thì có nhiều công dụng đáng nể. Vâng ạ, có thể làm rau, làm thuốc nam và cả sản xuất trà, nhưng nhiều người lại bỏ qua. Cách đây 2 năm, ở Đồng Tháp đã được triển khai thực hiện thành công. Mô hình trồng 3.000 cây bồ công anh trên diện tích 1.000 m², lợi nhuận trên 19 triệu đồng từ việc bán lá và thân, rễ tươi. Đây là loại cây dễ trồng, ít ảnh hưởng môi trường sống, đặc biệt là sản phẩm lá bồ công anh được chế biến làm trà hoặc dùng làm rau sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày. Với những thành công từ mô hình mang lại, Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng Tháp tiếp tục phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển B và K để cung ứng cây giống bồ công anh và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Là cây dại nên điều kiện thổ nhưỡng khí hậu không quá cầu kỳ. Nó sống rất tốt với mọi sự khắc nghiệt, nhưng vì sao bà con vẫn chưa thể làm giàu nhờ chúng? Đơn giản, vì bởi không tìm được nguồn cung. Không phải bán thô mà một nông dân ở Đà Lạt chọn trồng theo hướng công nghệ cao, trồng bài bản và cả nghiên cứu chế biến. Dân chọn được cây trồng phù hợp và đầu tư bài bản thì một nông dân ở phường 12, thành phố Đà Lạt đưa vào trồng theo hướng công nghệ cao. Anh đã làm giàu với chính sản phẩm, được nghiên cứu chế biến thành công. Đây là vườn bồ công anh được trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao có diện tích trên 5 công đất đang cho thu hoạch của nông dân Võ Minh Quang ở phường 12 thành phố Đà Lạt. Anh Quang cho biết là cây dược liệu quý, mộc hoang dại trong tự nhiên. Tuy nhiên bằng niềm đam mê đặc biệt với cây bồ công anh, nhất là nhận thấy cái tác dụng hữu ích của cây trồng này đã thôi thúc anh Quang đưa vào trồng thành công thương phẩm, phục vụ sức khỏe người tiêu dùng. Cũng theo anh Hoàng, bồ công anh là cây ưa ẩm, ưa sáng, rất dễ trồng và chăm sóc, thích hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của Đà Lạt. Việc trồng cây bồ công anh theo từng luống, cây trồng này còn sinh trưởng phát triển mạnh hơn khi được trồng trên giá thể. Sau 2 đến 4 tháng có thể cho thu hoạch. Sau gần 7 năm cần cù, chăm chỉ, gây dựng, nông dân Võ Minh Hoàng đã hình thành chuỗi từ sản xuất, chế biến để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh với thương hiệu Đà Lạt Vàng Xanh. Hiện nay ngoài việc quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm bồ công anh độc đáo đa dạng của địa phương, như trà bồ công anh túi lọc, phấn hoa, bột bồ công anh, công ty Đà Lạt Vàng Xanh còn cung ứng các sản phẩm từ rau bồ công anh để chế biến các món ăn, phục vụ trong các nhà hàng khách sạn cao cấp, qua đó tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Biến cây hoang dã trong tự nhiên trở thành cây trồng thương phẩm có giá trị kinh tế cao đã giúp cho nông dân Võ Minh Hoàng khẳng định vị trí trong lòng người tiêu dùng, đồng thời xây dựng thêm một sản phẩm mới cho địa phương. Rõ ràng chính sự tìm tòi sáng tạo trong từng cách nghĩ, trong quá trình chọn nghề nông, anh mới nhanh chóng thành công. Thưa bà con, gần 7 năm qua, 3 vườn dâu tây của công ty trách nhiệm hữu hạn dâu tây Thanh Trung, doanh nghiệp của một người quê gốc Bình Định, đã trở thành điểm tham quan trải nghiệm hấp dẫn đối với khách du lịch khi đến với Đà Lạt. Nhiều người tham quan, dâu tây thì hái không kịp bán, bởi đây là giống dâu ngoại, trồng theo hướng sạch ơi là sạch thì ai mà không mê cho được. Anh Nguyễn Thanh Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dâu tây Thanh Trung ở phường 9 thành phố Đà Lạt cho biết, gia đình đến Đà Lạt hơn 50 năm. Thổ đó ở Đà Lạt còn rất nhiều đất hoang, chính quyền khuyến khích dân khai phá canh tác nên gia đình anh ra sức khai khẩn cất nhà và trồng các loại rau hoa để mưu sinh và nuôi các con ăn học. Qua nhiều năm sản xuất các loại rau thương phẩm, vợ chồng anh Trung có tích lũy nhưng khó vươn lên làm giàu bởi điệp khúc được mùa thì mất giá và ngược lại. Sau đó vợ chồng anh chuyển từ rau sang trồng hoa nhưng thu nhập cũng chẳng khá hơn là bao. Qua nghiên cứu thị trường,
và nắm bắt xu hướng du lịch, anh bàn với gia đình và chuyển sang sản xuất dâu tây công nghệ cao cho khách tham quan. Nhận thấy 2 hectare đất tại 3 khu vườn của gia đình nằm sát nhau và gần mặt đường lớn rất thuận lợi trong việc sản xuất, phục vụ du khách tham quan, vợ chồng anh Trung đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng làm nhà kính trồng dâu tây, lắp đặt dàn treo, hệ thống tưới, bón phân tự động, điện chiếu sáng và các vật dụng. Vợ chồng anh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dâu tây Thanh Trung để làm cơ sở kinh doanh giao dịch. Để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, phục vụ khách hàng và khách du lịch, dâu tây của công ty trồng trên giá thể sơ dừa qua xử lý và đặt trên dạng sắt cách mặt đất 1 mét. Trong quá trình sản xuất dâu tây không sử dụng bất cứ loại thuốc trừ sâu hay hóa chất nào gây độc hại đến người tiêu dùng. Trước dịch bệnh, 3 vườn dâu tây của anh Trung đều được chọn xây dựng thành 3 điểm đón khách du lịch. Vào những tháng nắng, gia đình thu hái mỗi ngày từ 50 đến 100 kg trái chín. Sau khi phân loại bán với giá 200.000 đồng một ký, loại tốt, loại kém hơn 160.000 đồng một ký và loại thấp nhất 100.000 đồng một ký, lời trực tiếp khoảng từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Việc tìm hiểu kỹ thuật trồng dâu tây bằng phương pháp thủy canh trên giá thể, cách thức chăm sóc dâu tây sạch công nghệ cao, khách còn được trải nghiệm bằng việc tự tay hái dâu có thể ăn ngay tại vườn. Chọn trồng hướng hiện đại, tạo đầu ra sản phẩm thông thoáng hơn khi nắm bắt được nhu cầu du lịch của giới trẻ hiện nay. Chắc chắn là sau dịch bệnh, ngành du lịch phục hồi trở lại, vườn dâu sẽ ngày càng thuận lợi hơn. Bản tin Làm Nông Thông Minh xin được kết thúc tại đây. Thay mặt ekip thực hiện chương trình, chân thành cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cho bản tin ngày mai.